Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đứng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đứng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh và được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cư mang một người con trai. Bà ấy cũng bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Suy niệm: hôm nay Chúa Nhật, chúng ta mừng kính trọng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta được mời tái khám phá giá trị của lời kinh Mân Côi để thực hành và cầu nguyện hàng ngày. Trình thuật tin mừng của Thánh sử Luca là việc truyền tin cho Đức Maria. Tuy nhiên, câu chuyện được cắt dịch theo một khuôn mẫu truyền thống về những lời loan báo về sự sinh nở có sự can thiệp của sứ thần. Sự kiện này xảy ra trong tháng thứ 6, khi bà chị họ Đức Maria mang thai người con của mình. Cặp vợ chồng này xuất thân từ hai gia đình đều thuộc dòng tộc tư tế. Biến cố truyền tin này mặc dù xảy ra với hậu duệ của vua David vĩ đại, nó lại chỉ xuất hiện ở một nơi xa khuất của miền Galilee. Thiên thần còn trấn an Maria về khả năng xảy ra tất cả những điều này bằng cách cho ngài một dấu chỉ cụ thể. Người bà con Elizabeth của mẹ cũng đã mang thai một người con trai, mặc dù hoàn cảnh này không thể xảy ra. Tuyên bố rằng không có gì mà Thiên Chúa không làm được, lặp lại lời Thiên Chúa nói với Abraham trong hoàn cảnh tương tự, bảo đảm với ông về sự ra đời của Isaac trong tương lai. Hoàn cảnh bài tin mừng kết thúc với sự ưng thuận của Maria. Lời đáp trả của ngài còn cho thấy ngài hoàn toàn tự do trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Mặc dù là một người tôi tá Chúa, mẹ cũng là một hình mẫu của thái độ mở rộng tâm hồn đón nhận lời Thiên Chúa. Bất kể những điều được coi là bất khả dưới con mắt loài người và viễn cảnh của những khó khăn tiếp theo đó. Như vậy, qua đó chúng ta thấy rằng những niềm ước mong trong quá khứ đang được thực hiện, kế hoạch của Thiên Chúa sắp được hoàn tất. Năm 1929, chỉ 17 ngày trước sinh nhật thứ 9 của mình, cậu bé Karol Wojtyla, vị giáo hoàng Gioan Paulo II tương lai, từ trường học về nhà vào buổi tối. Cậu đã quen với việc nhìn thấy cha mình, một người lính mạnh mẽ trong quân đội Ba Lan, quỳ cúi cầu nguyện trên sàn gỗ cứng trong phòng khách nhà họ.
Tuy nhiên, ngày hôm đó khi Caro nhìn thấy cha mình cầu nguyện, cậu thấy đầu gối cha mình ướt đẫm trong một vũng nước mắt. Có chuyện gì vậy, ba ba? Giáo hoàng tương lai hỏi cha mình. Caro nè, mẹ của con vừa mới mất rồi, là câu trả lời của cha cậu. Quá bất ngờ và không biết phải làm gì, cậu bé 8 tuổi chạy ra khỏi nhà, vội đến nhà thờ giáo xứ ở Vadovice, cách căn hộ Vertila chưa đầy nửa dãy nhà. Cậu bước vào nhà thờ và gần như theo bản năng chạy lên lối giữa đến quỳ cuối trước tượng Đức Mẹ và với chính giọt nước mắt của mình cầu nguyện với Ngài: Lạy Mẹ Chúa Giêsu, con không biết tại sao Chúa bắt mẹ con phải về nhà cha vào thời điểm này, nhưng con biết một điều, bây giờ mẹ là mẹ của con. Đức Thánh Cha, Ngài đã phó chân cho Đức Mẹ trước sinh nhật thứ 9 và Ngài đã tiếp tục chân mình cho Đức Mẹ luôn mãi. Khẩu hiệu của Ngài Totus Tuus xuất phát từ lời cầu nguyện chân mình cho Đức Mẹ của Thánh Louis Marquis Carignan de Montfort, người đã cầu nguyện mỗi ngày: Hỡi Maria, con là tất cả của mẹ, và tất cả những gì con có đều là của mẹ. Con hoàn toàn đón mẹ vào nhà của con. Hỡi Maria, xin ban cho con trái tim của mẹ, để con có thể yêu mến Chúa hơn. Đây chàng hoa mẫn vui đượm tình thiết tha, con dâng lên mẹ, xin dâng lên mẹ từ bi. Lời khấn nguyện tròn một niềm tin, đã có mẹ con không ngại đường xa, đường đưa con lên đỉnh non ngàn. Mẹ mang anh thái dương dịu dàng, anh thái dương tình chúa sáng soi con không lạc lối, bao đời nâng êm đềm hồn con mến yêu vô ngần. Hân hoan con đến bên mẹ, xin vâng con vâng lời mẹ, nhịp nhàng với khúc hát yêu thương, đem tình mẹ con đi đến muôn phương. Hoa nào mẹ yêu, hoa thầm lặng gửi tình hy sinh, nguyện xin hoa điểm tô cuộc đời, nguyện xin hoa tỏa lan lòng người, để cho mẹ cười vui đó đây thêm đẹp tươi. Ôi mẫu tâm trạng người, tình hoa mẫn côi tuyệt vời. Hân hoan con đến bên mẹ, xin vâng con vâng lời mẹ, mẹ con đi đến muôn phương. Hoa nào mẹ yêu, hoa nào là con dâng lên thắm nồng hết cả tâm tình đời con. Hoa thanh bình gửi niềm yên vui, hoa thầm lặng gửi tình hy sinh, nguyện xin hoa điểm tô cuộc đời, nguyện xin hoa tỏa lan lòng người, để cho mẹ cười vui đó đây thêm đẹp.